Thưa quý vị, sau Tết, người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn dân cư rất lớn, nên cảnh sát khu vực của các địa phương đã tăng cường cán bộ tiếp dân, thậm chí là bố trí thêm thời gian tăng ca xuống tận khu dân cư, tổ dân phố để giúp đỡ nhân dân. Chính sự tận tâm, chu đáo và đầy trách nhiệm của mỗi cảnh sát khu vực đã khiến người dân tin tưởng, yên tâm hơn và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng được an toàn, đảm bảo. Tất bật, nhộn nhịp là không khí thường thấy tại nơi tiếp công dân của Công an phường Xuân Hà trong những ngày đầu năm mới. Người làm căn cước công dân, người xin xác nhận giấy tờ, tất cả đều cần đến sự hỗ trợ của Công an phường, cảnh sát khu vực. Bận rộn cả ngày, ông Trần Văn Thiều mới tranh thủ đến để xin mã số định danh cho cháu nội chuẩn bị tiêm vaccine. Trái ngược với những suy nghĩ của ông vì hết giờ làm việc, ông Thiều vẫn để tiếp đón và giải quyết yêu cầu nhanh chóng. Từ thứ xa thứ hai đến thứ sáu là có cái chỗ mà làm tăng ca thêm cái ngoài giờ á, thành nó tiện cho nhân dân. Thành tôi là trong giờ tính mình cứ làm hết giờ là mình đi lên mình làm việc của gia đình mình, làm việc với mình công an nó dễ. Thôi chưa không có cái đó cũng một cái tiến bộ mà người dân rất là quan nghe. Xuân Hà là địa bàn có phần lớn người dân làm nghề đi biển nên công tác nắm tình hình địa bàn dân cư được cảnh sát khu vực đặc biệt chú trọng. Ra Tết cũng là lúc ngư dân về nhà và chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm nên mọi thủ tục hành chính được cảnh sát khu vực tạo điều kiện giúp các hộ dân làm và trả kết quả sớm nhất. Anh em đi biển đây không phải là riêng mình tôi, bà con đi biển đây cũng đứa đó, đi nhờ cả tháng mà, nhờ có nhiều người làm nghề khác cũng 6 rưỡi 2 tháng mới về lần, rồi cũng không có thời gian đi làm nữa. Mấy anh em khu vực mà cứ nhát biểu rồi cứ đem dùm tới nhà đây ta thấy đây rồi thấy anh em khu vực là quá tốt. Hỗ trợ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính hay tháo gỡ những vướng mắc trong các giấy tờ có liên quan từ lâu đã được lãnh đạo chỉ huy công an phường quán triệt đến từng cảnh sát khu vực. Không để người dân phải đi lại nhiều lần hay mất thời gian đến cơ quan công an là tiêu chí được cảnh sát khu vực đưa ra nhằm phục vụ nhân dân được tốt nhất có thể. Ban ngày đi làm thì ban đêm không có gặp gỡ các khu vực để hướng dẫn những thủ tục hành chính nhân dân. Trên qua cái việc này thì đây là một cái thủ tục là gọi là cải cách hành chính rất là có hiệu quả mà rất tốt để phục vụ nhân dân trong thời gian đấy. Dẫu được phép nghỉ bù cho những ngày trực cao điểm, đảm bảo một cái Tết bình yên, nhưng đối với cảnh sát khu vực ở Xuân Hà, họ vẫn tiếp tục công việc của mình bất kể thời gian. Vì biết lúc này người dân rất cần đến cảnh sát khu vực, niềm vui của người dân chính là món quà vô giá cho những cảnh sát khu vực trong ngày đầu năm mới này.